Ngày 20 tháng 8, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ vận chuyển súng đạn trái phép trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Sơn Hòa phát hiện một nhóm đối tượng di chuyển từ khu vực rừng 4 tiếng thuộc xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa về trung tâm xã Phước Tân có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ nên đã triển khai lực lượng bám sát. Qua đó, lực lượng bắt quả tang Ca Bạc Lơi, sinh năm 1969, trú xã Đất Bằng, huyện Karong Ba, tỉnh Gia Lai, đang tàng trữ một khẩu súng AR-15 cùng 6 viên đạn. Còn Ca Bạc Gen, sinh năm 1994, trú xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, Rô Ô Vương, sinh năm 1991 và Rô Ô Đương, sinh năm 1993, cùng trú Gia Lai, mỗi đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng hơi. Công an huyện hoàn tất hồ sơ và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền.